Chào các bạn, Jolie đây. Chào mừng các bạn đã tới với chuỗi series Phụng Xăm Là Dễ, luyện tập 20 phút cùng Jolie. Hôm nay chúng ta sẽ qua bài số 8, bài Hair Stroke nữ Spy 6.5. Với đường Spy 6.5 này sẽ phù hợp với đại đa số trong mặt của nữ giới. Thì bài sợi này thì rất là tự nhiên. Các bạn hãy cùng với Jolie luyện tập bài ngày hôm nay. Và đừng quên nhấn nút đăng ký kênh và nhấn luôn cái nút chuông bên dưới để theo dõi các video mới nhất của Jolie. Bây giờ chúng ta hãy cùng vào bài của ngày hôm nay. Với đường Spy 6.5 này thì nó sẽ nằm qua cái phần bụng chân mày và bắt tới đoạn 1/2 từ đoạn đầu tới đoạn lưng chân mày, và nó sẽ nằm ở phần phía dưới cách phần lưng tầm 1.5 cm. Bây giờ chúng ta sẽ tiến hành nối điểm. Đường spy 6.5 này sẽ phù hợp với đại đa số khách hàng nữ. Đường spy này sẽ có độ bo nhẹ để giúp cho cái phần dáng chân mày nó mềm mại. Spy là phần đoạn giao nhau để giúp cho lông mày tự nhiên hơn. Ở đây là điểm đỉnh chân mày. Bây giờ Jolie sẽ vẽ cái phần sợi giữ đỉnh và sợi giữ đuôi. Chúng ta sẽ vẽ cái phần sườn trước. Chia khoảng cách sợi chính sao cho đều nhau. Với phần ở bên dưới, từ điểm đầu dưới tới điểm bụng các bạn chia đôi, sau đó lại đôi nữa nha, và lại đôi nữa. Và đoạn cuối cùng này thì các bạn cũng sẽ chia đôi. Sau đó Jolie sẽ tiến hành vẽ phần sợi chính hỏng ở phần khung dưới lên tầm 1 mm. Chúng ta sẽ được sợi đầu tiên. Phần bụng này thì sẽ bao gồm là 4 sợi phần phía bụng. Phần đầu thì để sợi tự nhiên hơn thì các bạn có thể làm sợi chữ S hoặc sợi chữ C đều được nha. Với bài sợi thì Jolie yêu cầu rất là cao. Các bạn phải chia khoảng cách sợi sao cho đều nhau, phải y chang 100% giống như Jolie. Jolie bao gồm là 2 sợi con ở phần phía ngoài, 3 sợi lớn ở phần trên lưng, giúp giữ phần lưng, phần đỉnh và đuôi chân mày. Với phần bụng thì bao gồm là 4 sợi lớn phần phía bụng và 2 sợi lớn ở phía đầu chân mày, 3 sợi con ở phía đầu giúp cho chân mày tự nhiên. Các bạn phải đếm sợi và có thứ sợi của Jolie nó nằm hay nó đứng, rồi khoảng cách của Jolie chia nó như thế nào. Và sợi này các bạn phải làm y chang 100% giống như Jolie thì sợi mới mềm mại và tự nhiên. Sau khi chia sợi chính xong thì Jolie sẽ tới bước vẽ sợi phụ, bao gồm phụ 1 bám chính, phụ 2 bám vào sợi phụ 1. Để giúp cho chân mày giữ được khung, giữ được dáng tốt thì Jolie sẽ thêm một cái sợi chốt eo giúp giữ khung, giữ dáng. Và tiếp theo trong cái cụm này của chúng ta sẽ bao gồm là sợi phụ 1 bám chính, sợi phụ 2 bám vào sợi phụ 1, sợi phụ 1 bám chính, phụ 2 bám vào phụ 1. Các bạn phải làm đúng theo nguyên tắc này thì sợi mới không có bị rối. Các bạn đi á, nó không có bị rối, sợi này không có bị cứng và giúp cho sợi lông nó mềm mại và tự nhiên hơn. Và chúng ta sẽ có một cái sợi nhỏ ở đây, một sợi bám chính và một sợi chen giữa. Và đây Jolie đã sắp xếp xong cái phần mà sợi chính, sợi phụ. Sau khi sắp xếp sợi chính, sợi phụ xong thì giờ Jolie sẽ dùng máy để Jolie đi. Với bài sợi này thì đòi hỏi các bạn phải có độ tỉ mỉ, chi tiết trong từng bài. Bài sợi này yêu cầu rất là cao, cho nên các bạn làm từng chút một. Khi các bạn đi thì chú ý chúng ta sẽ đi kim mới nha. Một cặp thì sẽ là một cây kim trên da giả, còn trên người thật tất nhiên mỗi người là ít nhất một cây kim rồi. Trong chuỗi series Phụng Xăm Là Dễ luyện tập 20 phút cùng Jolie thì đúng như tiêu đề của nó, các bạn chỉ cần
luyện tập cùng Jolly 20 phút mỗi ngày thì các bạn sẽ tiến bộ hơn. Chứ các bạn xem, các bạn không có luyện tập, các bạn mở buổi tối các bạn xem cho vui, xem giải trí thì không có làm được đâu nha. Cái việc các bạn nghe giọng nói của Jolly xem mà dễ ngủ là thật ra Jolly cũng không mong muốn điều này. Cái mà Jolly mong muốn đó là các bạn hãy cùng lấy da giả ra, lấy máy lướt mực ra cùng luyện tập. Thì khi đó các bạn sẽ thấy là phun xăm không có hề khó. Chỉ cần luyện tập, tập trung trong quá trình mà các bạn luyện thì đảm bảo các bạn sẽ làm được mà thôi. Trên từng sợi thì chúng ta sẽ kiểm soát được cái phần lực đó để giúp cho sợi có chiều sâu hơn, giống như sợi lông thật. Sợi sẽ đậm ở phần chữ V, tức là cái phần mình nối tiếp sợi. Ngay từ cái bước các bạn đi thì các bạn phải tập nhắn màu. Tập vuốt ngọn sợi để cho sợi mềm mại và tự nhiên. Vì trong thời lượng 20 phút này á, nó cũng sẽ không có thể nào mà bằng với lớp học trực tiếp hoặc là bằng với khóa học online. Cho nên nếu như mà các bạn vẫn còn yếu, vẫn chưa tự tin á, thì các bạn có thể đăng ký khóa học trực tiếp hoặc khóa học online bên Jolly. Nếu như mà các bạn ở Sài Gòn, các bạn sắp xếp được thời gian công việc tới với lớp học á, thì học sẽ nhanh hơn và hiệu quả hơn. Có nhiều bạn trong vòng tầm 1 tuần đến 2 tuần đã có thể ra được nghề, đã có thể làm được phun mày, phun môi, phun mí trên người thật. Không phải là những bạn trước đó chưa biết nghề đâu. Có thậm chí nhiều bạn mà chưa biết gì về nghề. Hoặc đôi khi các bạn học sai nơi, sai phương pháp học ở bên Jolly á, học thời gian rất là nhanh, 2 tuần. 1 tuần đến 2 tuần là các bạn sẽ thấy thời gian rất là ngắn đúng không? Nhưng mà các bạn đã có thể làm được tốt, các bạn tự tin, các bạn cảm nhận được đầu kim. Còn mà muốn học vững hơn thì chúng ta có thể học trong thời gian 1 tháng thì đã vững rồi. Học bên Jolly nhanh lắm, không có lâu, không hề mất thời gian tẹo nào. Còn nếu như mà các bạn đang ở xa, các bạn chưa có thể nào mà sắp xếp được thời gian tới với lớp học thì các bạn có thể đăng ký khóa học online bên Jolly. Với khóa học online này á, thì chàng giống như khóa học trực tiếp, các bạn sẽ luyện tập theo và chi tiết trong từng bài. Thật ra trên YouTube của Jolly á, thì cũng có đầy đủ tất cả các bài. Tuy nhiên á, lại mỗi lần đăng bài nó sẽ bị trôi các video á, và đôi khi không có sắp xếp theo cái trật tự. Với khóa học online này á, thì Jolly sắp xếp theo trình tự của từng bài theo thứ tự, các bạn dễ luyện tập theo. Với khóa học online này á, Jolly cũng chia ra từng phần trong mỗi video. Tại vì á, khóa học trực tiếp là sẽ bao gồm là Jolly sẽ hướng dẫn về phương pháp, về cách làm. Và sau đó thì Jolly sẽ ở cạnh, Jolly kèm học viên. Thì khóa học online cũng y chang vậy. Jolly sẽ, phần thứ nhất á, Jolly sẽ hướng dẫn về phương pháp, về cách làm. Và phần thứ hai á, Jolly thông qua giọng nói của Jolly, giống như là Jolly ở cạnh các bạn, Jolly hướng dẫn. Cho nên học khóa học online video bên Jolly thì cực kỳ nhanh và hiệu quả. Khi mà đi sợi á, thì các bạn chú ý vuốt phần ngọn sợi. Với bài ngày hôm nay, Jolly làm theo đường spine 6.5. Với đường spine 6.5 này á, sẽ phù hợp hầu hết với khách hàng. Và với bài này Jolly cũng không có làm lông con. Tại vì đôi khi có một số khách hàng họ không thích những cái sợi lông con, họ thích là sống cái vuông trong cái dáng đó mà thôi. Thì các bạn có thể áp dụng theo phương pháp này. Tùy theo nhu cầu của khách hàng và mong muốn của khách. Nếu như mà khách hàng thích tự nhiên nhưng mà thích cái sợi lông nó phải gọn gàng, ngăn nắp thì các bạn áp dụng bài được bài 6.5 ngày hôm nay. Còn nếu như mà khách hàng họ thích tự nhiên hơn thì trong bài tiếp theo, Jolly sẽ hướng dẫn cho các bạn về kỹ thuật đường spine 3. Sẽ có những cái sợi lông con lưu thưa ra phía ngoài để tạo cảm giác cái sợi lông nó rậm rạp hơn, nhìn tự nhiên hơn nữa. Thì cái này chúng ta sẽ linh động đối với từng khách hàng. Cái nào chúng ta cũng cần phải biết, nhưng mà phải luyện tập để mới được. Chứ các bạn xem mà các bạn không có luyện tập thì các bạn cũng không làm được đâu. Các bạn chỉ cần dành ra 20 phút mỗi ngày luyện tập thì các bạn sẽ làm được.
tiếp sợi á, thì ở những cái phần mà chữ V, phần nối tiếp sợi nó sẽ đậm. Sau đó sợi sẽ nhạt và nhẹ dần. Tập vuốt trên từng sợi, tạo chiều sâu cho sợi. Những sợi mà chúng ta, những chỗ mà chúng ta cần đậm thì các bạn sẽ đi có lực hơn. Trên mỗi sợi sẽ có độ đậm nhạt khác nhau, và độ đậm nhạt của mỗi sợi nó cũng ở những vùng nó sẽ khác nhau. Ví dụ là những cái sợi đầu á, chắc chắn nó phải nhạt và nhẹ để mà tạo sự tự nhiên. Những sợi mà ở phần phía đuôi này, phía bụng này thì nó sẽ đậm từ ở đường spine và mắt ra phía ngoài khung, nhạt dần ra phía ngoài khung nha. Sợi này được gọi là sợi chốt eo, giúp giữ được cái phần chán ở phần phía bụng chân mày. Khi đi sợi, các bạn chú ý chúng ta sẽ một đi hai dặm luôn. Khi mà các bạn đi chắc sợi ở bước này thì cái việc mà các bạn dặm rồi nhấn nhá đậm nhạt á, ở những cái bước tiếp theo á, thì nó sẽ đỡ hơn rất là nhiều, sẽ nhanh hơn. Và nếu như mà các bạn đi ở cái bước này không có tốt á, thì cái việc mà các bạn dặm lại sợi rồi nhấn nhá màu á, thì đôi khi các bạn mới á, các bạn đi dễ bị rối sợi. Cho nên ở bước này các bạn cố gắng đi chắc sợi luôn nha. Chắc sợi nhưng mà không phải bị đậm, bị sâu kim. Bị sâu kim quá thì cũng sai. Rồi sợi bị to, bị tòe cũng không đúng. Tại vì khi các bạn dặm lệch sợi thì sợi nó sẽ bị to. Các bạn đi sâu kim á thì sợi cũng sẽ bị to hơn, bong ra dễ bị rỗ xanh. Cho nên chúng ta cần đi đúng cái lực tay. Jolie đi cái lực nó nhẹ, nhưng mà Jolie nhắc hai đầu kim nó thấp lắm. Các bạn đi dây kim thì nó cũng sẽ bị động mực, giống như kiểu cái sợi tóc mà nó bị đứt gãy á, nó không có tự nhiên. Cho nên á, khi mà các bạn đi sợi, các bạn chú ý chúng ta sẽ tập vuốt vuốt cái ngọn sợi, nhưng mà các bạn nhấc hai đầu kim quá cao thì đồng nghĩa với nhấn cái kim nó sâu, và khi mà nhấn cái kim sâu quá thì sợi cũng sẽ dễ bị to hơn và đồng thời dễ đi bị lệch sợi. Đi sợi cố gắng đi chậm thôi, các bạn đi càng chậm mực càng có thời gian xuống. Và khi mà đi chậm á, độ bám màu cũng sẽ tốt hơn so với việc các bạn đi nhanh. Đôi khi mà Jolie đi mà trong vòng 20 phút như thế này, nhưng mà đối với các bạn á, các bạn có thể luyện trong vòng ít nhất là mỗi ngày là 20 phút, và thậm chí các bạn có thể có nhiều thời gian hơn á, thì các bạn sẽ dành nhiều thời gian hơn các bạn luyện tập nha. Luyện càng nhiều á thì chúng ta sẽ càng nhanh giỏi nghề. Tại sao Jolie lại ra cái chuỗi series này? Vì mong muốn á, các bạn mỗi ngày dành thời gian ít nhất 20 phút mỗi ngày để các bạn luyện tập. Cho dù chúng ta giỏi nghề như thế nào đi chăng nữa thì chúng ta vẫn phải luyện tập. Chứ không có người kỹ thuật viên full time nào mà không mà luyện mà họ giỏi được cả. Ngay cả Jolie á, thì Jolie cũng luyện mỗi ngày. Và hình thức của Jolie luyện tập đôi khi các bạn không có thấy, nhưng mà điều mà Jolie dạy học viên, Jolie làm video mỗi ngày như thế này, thì đó cũng là hình thức mà Jolie luyện tập. Cho nên chúng ta mỗi ngày chúng ta phải làm. Làm càng nhiều á, thì các bạn càng giỏi. Nên đừng có ngại, và tự quy định, tự kỷ luật với bản thân luôn. Ngày hôm nay chúng ta đã dành 20 phút ra để chúng ta luyện tập chưa? Nếu mà hôm đó các bạn chưa có luyện tập được, các bạn bận công việc này, bận công việc kia, chưa có luyện tập được thì không được ngủ. Nói thì hơi ác, nhưng mà nếu như mà ngày hôm đó chúng ta chưa hoàn thành được cái mục tiêu mà chúng ta đặt ra thì dậy, 20 phút thôi mà, đúng không? Dậy còn luyện tập, nhìn theo các video của Jolie trong chuỗi series này và luyện tập theo. Có thể hôm nay chúng ta đi chưa đẹp, nhưng ngày mai sẽ đẹp hơn. Mỗi ngày chúng ta sẽ tiến bộ hơn. Chứ không thể mà liền á, mà các bạn làm đẹp được giống như Jolie.
luyện tập mỗi ngày, đó là một cái bí quyết với nghề khuôn xăm để các bạn giỏi được nghề. Không ai giỏi nghề mà tự nhiên mà giỏi cả. Bằng việc hình thức mỗi ngày chúng ta luyện tập nha. Cố gắng đi chậm thôi, tâm huyết trên từng sợi vào thì sợi sẽ nhỏ và mảnh. Sợi các bạn đi nó bị to, nó bị thô thì sợi sẽ cứng, nó không mềm mại được giống như sợi lông thật. Nếu như các bạn mới thì các bạn còn yếu thì các bạn có thể đẩy về những cái sợi đầu thiên về sợi chữ C đều được nha, C hay V đều được. Quan trọng sợi nó phải nhỏ và mảnh. Không được đi cái sợi mà nó to, nó thô, nó cứng thì sợi nó sẽ không có tự nhiên. Tập vuốt ngọn sợi. Đi chậm thôi, càng chậm sợi càng mét và nhỏ. Tùy theo mỗi người kỹ thuật viên, nếu như mà những người kỹ thuật viên đi tốt thì đi tầm 1 đến 2 lần để giữ màu rất là tốt. Còn nếu như các bạn sau khi mà các bạn đi một lượt đầu tiên mà chưa giữ màu được tốt thì các bạn có thể lau ra rồi dặm vào những chỗ mà các bạn cần đậm, và đặc biệt là đi style những cái phần chữ V. Ở đây thì Julie biết là Julie đi giữ màu cũng khá tốt thì Julie sẽ tới cái bước phun luôn. Khi phun thì Julie sẽ phun theo chiều sợi lông mọc, tức là cái chiều sợi lông mà Julie làm sẽ giúp cho cái phần sợi của chúng ta nhìn nó tự nhiên hơn, có độ lông màu. Và khi mà Julie phun Julie sẽ tập trung vào những cái phần chữ V để giúp cho cái phần mà nối tiếp sợi nó có chiều sâu hơn, tránh khung ở phía, tránh trường hợp mà các bạn phun ở phía ngoài khung quá nhiều thì sẽ bị đậm, nhìn nó sẽ không có tự nhiên. Các bạn cứ nhớ những chỗ nào mà các bạn nhắn để mà đậm cho chân mày khi các bạn đi sợi thì chỗ đó chúng ta sẽ phun cho nó kỹ hơn. Các bạn yên tâm, với kỹ thuật phun và kỹ thuật sợi nó sẽ khác nhau, cho nên khi mà phun như thế này nó sẽ không có bị to sợi. Sợi bị to là như thế nào? Sợi bị to đó là khi mà các bạn đi theo kỹ thuật đi sợi, các bạn đi bị sâu kim này, đi bị dặm bị lệch sợi thì sợi bị to. Còn phun trên sợi thế này nó không bị to sợi, bởi vì chúng ta sẽ dùng theo kỹ thuật quả lắc, chúng ta lắc máy nên sẽ tạo cảm giác là sợi lông nó rậm rạp hơn, nhìn có chiều sâu hơn, không bị trống trải quá nhiều, tạo cảm giác giống như là cái bóng cho sợi thì nhìn nó sẽ tự nhiên. Còn to là do kỹ thuật đi sợi nha, các bạn cần phân biệt điều này. Các bạn sẽ thấy là Julie không có phun ra phía ngoài phun quá nhiều, tập trung vào những cái phần chữ V, những cái phần mà Julie nhấn màu để mà giúp cho chân mày có chiều sâu hơn. Thật ra phun chân mày thì cũng có rất là nhiều cách khác nhau, mỗi người kỹ thuật viên cũng sẽ có cách khác nhau. Có người thì phun giữa vào trong những cái kẽ của sợi, có người thì phun hết toàn bộ, có người thì phun vài chỗ thôi, hoặc là có người thì phun tập trung ở đường style. Còn Jolie thì thích phun vào những cái phần mà nhắn màu trên từng sợi để mà giúp cho cái phần sợi nó có chiều sâu hơn mà vẫn thấy được rõ sợi. Các bạn yên tâm, theo phương pháp này thì sẽ không bao giờ bị to sợi. Sợi này các bạn đi theo đúng kỹ thuật của Jolie thì sợi lông sẽ rất là tự nhiên, sợi nhỏ, mảnh, bong ra giữ nguyên cái màu sợi.
Đó là sau khi mà Jolly đi sợi và phun xong. Và đây là kết quả sau khi mà Jolly đi sợi xong, thì các bạn sẽ thấy là sợi lông rất là nhỏ, mảnh và kết hợp thêm phương pháp phun theo hướng sợi để tạo chiều sâu cho sợi hơn. Với bài The Spice 6.5 này sẽ phù hợp với những khách hàng thích tự nhiên, cho nên các bạn hãy cố gắng luyện tập để mà giúp cho sợi nó thật nhỏ, nó thật mảnh. Và trong quá trình mà các bạn luyện có khó khăn gì thì các bạn có thể nhắn tin trực tiếp với Jolly qua số điện thoại Zalo để Jolly có thể hỗ trợ cho các bạn thêm online. Các bạn đã qua tới bài ngày hôm nay, bài số 8 rồi, thì cảm nhận của các bạn khi mà luyện tập theo chuỗi series vùng xăm lại dễ, luyện tập 20 phút cùng Jolly nó như thế nào? Các bạn có thấy tiến bộ hay không? Và các bạn so sánh cái sự tiến bộ của các bạn so với 5 ngày trước, 10 ngày trước nó ra sao? Các bạn có thể để lại bình luận bên dưới nha. Và các bạn đừng quên nhấn nút đăng ký kênh và nút chuông bên dưới để theo dõi các video mới nhất của Jolly. Và đặc biệt là bài tiếp theo, bài số 9, bài The Spice 3, có những cái sợi lông con tự nhiên ở phần phía đuôi chân mày, phù hợp với những khách hàng thích sợi lông lưa thưa, nhìn tự nhiên hơn. Và hẹn gặp các bạn trong video của lần sau.